nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ tai nạn giao thông, qua đó lan tỏa ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đến mọi người, nên thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện mô hình vịnh đậu xe tại tuyến đường Hùng Vương, trục đường chính của trung tâm thành phố Long Khánh. Vịnh đậu xe, một cụm từ nghe khá là lạ lẫm vì hiện nay thành phố Long Khánh đang là địa phương đầu tiên của tỉnh Đồng Nai áp dụng mô hình này. Và theo đó thì vịnh đậu xe hoặc là vịnh đổ xe được làm theo phương án giữ lại tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phá dỡ vỉa hè hiện trạng để mở rộng mặt đường nhằm tạo thuận lợi cho người dân đậu xe thuận lợi hơn. Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải lấn một cái phần đường để mà đậu xe gây nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà giao thông, thì nay khi có những cái vịnh đậu xe như thế này thì những chiếc xe ô tô được đậu đổ đúng nơi quy định, thứ hai là cũng không ảnh hưởng đến giao thông, tạo thuận lợi cho mọi người di chuyển hơn. Từ khi có vịnh đậu xe như thế này tại tuyến đường Hùng Vương, người dân dừng đổ tại tuyến đường này khi mua bán hoặc giao dịch cũng thuận tiện hơn so với trước. Những hình ảnh chen lấn đậu xe ở lòng lề đường đã không còn nên nguy cơ mất an toàn giao thông cũng kéo giảm. Hiện sau khi thực hiện thí điểm vịnh đậu xe đầu tiên tại tuyến đường Hùng Vương và mang lại rất nhiều hiệu quả, nên sắp tới, thành phố Long Khánh sẽ triển khai nhân rộng mô hình này tại nhiều đơn vị, trường học tại địa bàn. Việc đảm bảo liên quan đô thị thì Ủy ban thành phố còn quan tâm đến cái việc mà đáp ứng cái nhu cầu giao thông tỉnh, đó là bố trí những cái việc vịnh đổ xe để mà cho người dân có cái nơi đổ xe khi mà sử dụng các dịch vụ mà ở hai bên tuyến đường, thì cái việc bố trí vịnh đổ xe này sẽ làm cho tuyến đường thông thoáng hơn, nó đảm bảo an toàn giao thông cũng như là công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong khu vực đô thị. Thì lúc trước đây thì không có những cái này thì mình đậu trên đường thì mình thấy nó cản trở giao thông. Nhưng mà bây giờ từ lúc mà làm những cái vịnh đậu xe trên đường vậy, mình thấy là nó tiện lợi hơn ấy. Mình đậu vô trong đó thì không có gây cản trở giao thông, nhưng mà nó lại đúng quy định. Đậu vậy thì em thấy nó không có cản trở cái đường đi của người ta, rồi nói chung là đậu rất là thoải mái. Theo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Khánh, đường Hùng Vương dài gần 2,3 km là một trong những trục chính vào trung tâm thành phố Long Khánh. Do đó mỗi ngày trục đường này có rất nhiều xe ô tô và tải nhỏ dừng đổ, khiến mặt đường lưu thông bị thu hẹp. Lực lượng chức năng thành phố Long Khánh thường xuyên kiểm tra, xử phạt, song do nhu cầu dừng đổ quá nhiều nên tạo ra áp lực rất lớn cho ngành chức năng. Do vậy, việc bố trí các vịnh đậu xe dọc hai bên đường như thế này là rất cần thiết. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Khánh cũng cho biết các vịnh đậu xe trên đường Hùng Vương hiện đáp ứng được trên 200 xe ô tô, góp phần chống ùn tắc, đảm bảo mỹ quan đô thị. Sau cái thời gian mà hoàn thành mà đưa vào sử dụng các vịnh đậu xe này á, thì nó phát huy được khả năng rất là tốt. Nó đáp ứng được cái nhu cầu đổ xe của người dân cũng như là khách hàng hai bên tuyến đường. Rồi đồng thời trong cái thời gian tới á, thì Ủy ban thành phố sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát những cái tuyến đường mà có những cái mặt bằng vị trí thuận lợi để tiếp tục bố trí cái vịnh đổ xe. Với sự phát triển kinh tế xã hội như hiện nay thì việc tính toán để có các vịnh đậu xe như thế này là rất cần thiết. Thành phố Long Khánh đã làm được và đang rất thành công với mô hình thí điểm này. Thiết nghĩ các đô thị khác khi tiến hành mở rộng lòng đường, vỉa hè cũng sẽ sớm tính toán xây dựng các vịnh đậu xe để tình trạng loay hoay tìm nơi đậu xe, đặc biệt là vào giờ cao điểm, sẽ không còn.